Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Big S Premier League và tôi vẫn sẽ là người đồng hành với các bạn đi qua những thông tin thú vị nhất xoay quanh 7 đội bóng đáng chú ý nhất ngoại ngành. Và lúc này ngày hôm nay, ekip của tôi đã chuẩn bị cho các bạn những món ăn tinh thần thú vị. Hãy để tôi được trình bày với các bạn trong ít phút tới nhé. Ta bắt đầu thôi. Ngoài đấu trường Premier League, huấn luyện viên Mikel Arteta cùng với những người học trò của mình trong mùa giải năm nay chắc chắn cũng rất muốn tiến sâu ở Champions League. Tuy nhiên, làm khách tại Bravo chưa bao giờ là điều đơn giản. Đầu tiên, Mikel Arteta đã trải qua một trận đấu không thực sự đúng như ý muốn trên sân vận động Braga của Porto rạng sáng nay. Dù cầm bóng nhiều hơn đội chủ nhà, Atletico đã phải nhận lấy một trận thua tối thiểu trên đất bổ. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu là ngôi sao sáng nhất Careno, với một siêu phẩm cú đá vào phút cuối cùng của trận đấu, không giấu được sự thất vọng. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã có một vài phát biểu như sau: "Chúng tôi đã không gây ra đủ sức ép đối với khung thành của Porto trong ngày hôm nay. Điều đó đã khiến Arsenal phải trả giá đắt với một thất bại, chắc chắn là điều khó thể chấp nhận vào lúc này. Tuy nhiên, tôi và những người học trò của mình cần phải giữ được sự tập trung, đội bóng này vẫn còn cơ hội trong trận lượt về. Thất bại ngày hôm nay không phải là thảm họa với Arsenal. Chúng tôi sẽ trở lại thật mạnh mẽ." Gabriel Marelli đã có một trận đấu dưới sức trước FC Porto, cầu thủ sinh năm 2001 gần như tàng hình trong suốt 90 phút. Dù đã bất ngờ để cho Luton Town mở tỷ số với bàn thắng của Chelsea ở phút thứ 12, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thể hiện quyết tâm giữ vững ngôi đầu bảng. Họ đã khiến những cầu thủ đội khách phải chống đỡ vất vả trước những tình huống tấn công điên cuồng mà mình tạo ra, và đẳng cấp của những ngôi sao trong đội hình như Virgil van Dijk, Siapo, Luis Diaz và Havertz đã giúp cho The Reds giữ lại 3 điểm trọn vẹn ngay tại thánh địa Anfield với chiến thắng 4-1 đầy xứng đáng. Sau khi trận đấu kết thúc, thuyền trưởng của lữ đoàn đỏ Jurgen Klopp đã có một vài phát biểu đáng chú ý: "Cách chúng tôi giành được chiến thắng khi bị dẫn trước thật đặc biệt. Những cầu thủ đã chiến thắng chính những áp lực vô hình mà bản thân họ tạo ra. Đặt trong bối cảnh đội bóng của tôi đang có rất nhiều cầu thủ chấn thương, chiến thắng này thật tuyệt vời. Tôi xin dành những lời ngợi khen dành cho những người học trò của mình. Họ đã thi đấu như những chiến binh thực thụ. Hack Elliott là một trong những ngôi sao thi đấu nổi bật nhất trong chiến thắng mới nhất của The Reds." Sau khi trận đấu kết thúc, Elliott cũng đã có một vài lời phát biểu: "Bạn biết, đã lâu thần Thor không phải là một đội bóng yếu. Thành thật mà nói, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với câu lạc bộ này ngày hôm nay, nhất là trong hiệp 1. Tuy nhiên, tôi rất vui vì những nỗ lực của tập thể đã mang đến kết quả tuyệt vời này. Tất cả các cầu thủ Liverpool sẽ cùng nhau chiến đấu nhằm mang về những danh hiệu cao quý nhất ở mùa giải năm nay." Với những bàn thắng vừa ghi được, Luis Diaz đã lọt vào danh sách những ngôi sao ghi hơn 10 bàn thắng cho The Reds trong mùa giải năm nay. Ngoài ngôi sao người Colombia ra, những chuyên gia ghi bàn hàng đầu tại sân Anfield trong mùa giải năm nay là Salah với 19 bàn, Diego Jota với 14 bàn, De Bruyne có 13 lần lập công, cuối cùng là Siapo với 11 lần phá lưới đối thủ. Thành tích của Quỷ Đỏ chắc chắn chưa thể cải thiện ngay lập tức. Dù vậy, tinh thần của đội bóng này từ ngày có Jurgen Klopp đã thực sự khiến cho những người hâm mộ của họ cảm thấy an tâm phần nào. Vừa qua, người đàn ông giàu nhất Vương quốc Anh này lại tiếp tục khiến cho những cổ động viên của nửa đỏ thành Manchester cảm thấy phấn khích vì những điều đã nói. Sir Tim đã nói gì? "Cùng nhau tìm hiểu nhé về các cáo buộc của Manchester City. Thật lòng, tôi không quan tâm đến chúng. Tôi cũng hy vọng rằng họ sẽ ổn vì những cáo buộc trên đi." Thôi đó, chính xác là những lời mà Cyril Radcliffe đã nói với truyền thông Anh quốc trong cương vị đồng chủ sở hữu của Manchester United cách đây vài giờ khi được hỏi về việc Quỷ Đỏ sẽ được hưởng lợi ích gì về 115 cáo buộc của FP và FA đối với đội bóng cùng thành phố hay không. Cổ động viên Quỷ Đỏ chắc chắn là những người vui nhất hiện tại sau 3 năm tăm tối dưới sự lãnh đạo của gia tộc nhà Kaiser. Và lúc này, dường như những tia sáng rực rỡ nhất đã và đang sẽ chiếu sáng tại nhà hát của những giấc mơ dưới sự quản lý của tỷ phú Cyril Radcliffe. Eric Lam hiện đang làm trợ lý cho huấn luyện viên Erik ten Hag trong việc huấn luyện các cầu thủ của Quỷ Đỏ. Theo những tin tức đáng tin cậy từ xứ sở sương mù, cho biết lập bộ Minnesota United ở MLS đang rất muốn mang Eric Lam đến Mỹ để đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của mình. Tuy nhiên, theo quan điểm của các chuyên gia thể thao ở Anh quốc, dường như Erik ten Hag không muốn để trợ lý của mình ra đi vào thời điểm hiện tại. Nếu như Eric Ramsey chấp nhận giao kèo với Minnesota, ông sẽ trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử MLS khi mới 32 tuổi. Theo những cập nhật mới nhất từ trang chủ của câu lạc bộ, đội trưởng hậu vệ trái Luke Shaw sẽ phải rời xa sân cỏ trong thời gian tương đối dài vì chấn thương. Đây thật sự là một thông tin khiến cho rất nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ lo lắng. Trên thực tế, phong độ của đội chủ sân Old Trafford là vô cùng ấn tượng khi Shaw thi đấu, và ngược lại, theo thống kê từ Daily Mail, ngôi sao sinh năm 1995 này đã phải ngồi ngoài 200 trận đấu vì chấn thương kể từ khi gia nhập Manchester United vào năm 2014. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ dành ra ít phút để cùng nhau cập nhật những tin tức thú vị trong 24 giờ qua của Tottenham Hotspur. Một vài tin tức chuyển nhượng và tình hình lực lượng của gà trống sẽ được tôi điểm qua. Những người hâm mộ của Tottenham Hotspur trong vài giờ qua đã vô cùng bất ngờ và thích thú khi trang chủ của câu lạc bộ đến từ phía Bắc London này đăng tải một hình ảnh rất đáng chú ý. Đội ngũ truyền thông của Spurs đã đăng tải một tấm ảnh có sự góp mặt của 3 cầu thủ là Son Heung-min, Gareth Bale và Dele Alli. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trên, rất nhiều cộng viên của gà trống đã bày tỏ sự thích thú phía dưới phần bình luận.
Morom của Hena có danh sách chuyển nhượng tiềm năng vào mùa hè năm nay. Huấn luyện viên người Úc dành ngưỡng mộ tài năng của Watson và tin rằng ngôi sao sinh năm 1997 này sẽ trở thành một con bài quan trọng của đội trong tương lai. Theo những báo cáo mới nhất từ TH Standard, hậu vệ người Tanzania là Pedro Pu đang tích cực hồi phục sau chấn thương và có khả năng người hâm mộ của Tottenham Hotspur sẽ được nhìn thấy cầu thủ sinh năm 1999 này tái xuất sân cỏ trong trận đấu với Crystal Palace vào đầu tháng 3. Điều này thực sự là một thông tin khiến cho người hâm mộ gà trống cảm thấy vô cùng phấn khích. Trong mùa giải năm nay, Pedro Pu cho thấy phong độ rất ổn định với 23 lần ra sân ở Premier League. Trong vài giờ qua, huấn luyện viên Pereira đã có một vài phát biểu rất đáng chú ý xoay quanh câu hỏi liệu trong đội hình của Manchester United hiện tại có ngôi sao nào đủ sức để chơi ở Manchester City không. Theo những nguồn tin độc quyền từ Football Insider, Pereira đã tiết lộ rằng trong đội hình của Manchester United hiện tại chỉ có một ngôi sao có đủ phẩm chất để chơi bóng cho câu lạc bộ của mình. Người hâm mộ của The Citizen nói riêng cũng như những cổ động viên tại Anh Quốc nói chung đã vô cùng bất ngờ khi cái tên huấn luyện viên người Tây Ban Nha tiết lộ chính là Marquez. Theo như Football Insider cho biết, Marquez đánh giá rất cao tài năng cũng như phẩm chất về tốc độ mà Rashford đang sở hữu. Dù vậy, cựu huấn luyện viên của Barcelona cũng cho rằng ngôi sao tuyển Anh cần phải cố gắng tập luyện phối hợp với các đồng đội nhiều hơn là cố gắng đột phá cá nhân. Theo SofaScore, trong trận đấu với câu lạc bộ Brentford vừa qua, hậu vệ Manuel Neuer đã thiết lập một kỷ lục rất đáng chú ý. Cựu ngôi sao của Borussia Dortmund đã thực hiện thành công 10,063 đường truyền của mình từ mùa giải năm 2015 đến năm 2016 đến nay. Khi trận đấu kết thúc, đã có rất nhiều lời khen ngợi được gửi đến cầu thủ sinh năm 1995 này. Theo các đầu báo nổi tiếng tại Anh, Manchester City đang rất muốn mang ngôi sao Vinny Kogo của Benfica về sân Etihad ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Theo những chuyên gia thể thao tại lục địa già cho biết, Kogo đang có mức giá rơi vào khoảng 30 đến 35 triệu bảng. Tuy nhiên, Manchester City đượn thương vụ kể trên bởi vì cả Liverpool và Arsenal đều rất thích Vinny Kogo với bàn thắng ghi được trước Brentford vừa qua. Ngồi sau người Na Erling Haaland đã chính thức phá lưới tất cả các đội bóng mà mình đã đối đầu từ khi chuyển đến Manchester City. Đáng chú ý, Man United và Fulham chính xác là những đội bóng mà Haaland có duyên ghi bàn nhất với 5 lần phá lưới hai đội bóng kể trên. Dù mặt những luật lệ về công bằng tài chính do FFP đưa ra vẫn luôn khiến cho ban lãnh đạo Newcastle lo lắng. Tuy nhiên, theo những tin tức mà ekip của tôi tổng hợp lại được, trong thời gian sắp tới Etihad cùng những ông chủ tại sân Park dường như sẽ không còn phải bận tâm về câu chuyện trên nữa. Theo tờ Telegraph, Newcastle United cùng với Adidas đang sắp ký kết một thỏa thuận có giá trị khổng lồ trong tương lai. Được biết, nếu thỏa thuận này hoàn tất, thầy trò huấn luyện viên Eddie sẽ có được một cổ hích cực lớn về mặt kinh tế. Những cổ động viên của trên trời tin rằng với số tiền thu về từ Adidas, Cass sẽ không còn lo lắng về các luật định về tài chính mà F đưa ra. Amanda Stepp là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong việc giúp những đại gia Ả Rập mua lại Newcastle vào năm 2021 và người hâm mộ của trí trò đang vô cùng bất ngờ khi nghe được những chia sẻ từ người phụ nữ quyền lực này về tình trạng thực tế của câu lạc bộ sau khi được những đại gia châu Á mua lại. Theo những nguồn tin độc quyền từ tờ Atlantic, Wanda Star cùng với những ông chủ mới của Newcastle đã vô cùng sốc với tình trạng sân tập của đội 1. Sân tập đã xuống cấp, các thiết bị tập luyện cũ kỹ. Chính vì thế, những ông chủ mới của The Magpie đã nhanh chóng nâng cấp môi trường tập luyện cho Etihad cùng với những người học trò của mình. Và như chúng ta đã biết, việc tiếp theo mà ban lãnh đạo của trí trò đang thực hiện đó chính là biến sân Etihad Park trở thành một trong những sân bóng hiện đại nhất thế giới. Theo những hình ảnh mới nhất từ trang chủ của Newcastle, người hâm mộ đội bóng này có quyền vui mừng khi nhìn thấy hai ngôi sao là Fabian Scha và Jacob Murphy vẫn có thể luyện tập bình thường. Vì vậy, trong những trận cầu sắp tới, Edo đã có thể phần nào bớt lo lắng về tình hình lực lượng của Newcastle hiện tại.